Đấy, đây là cái hộp mình để mang về luôn đúng không anh? Đây, các bạn mua thì người ta cũng bỏ vào cái hộp này người ta mang về này. Ồ, nóng lắm ha. Các bạn thấy này. Đó, bạn Diễm này cả. Chào cả nhà. Rồi, bạn Diễm ăn thử cái miếng này trước đi, ăn thử cái miếng đuôi đi. Cắt con huỳnh đế sau. Rồi, cảm ơn anh nha. Lẽ ra là những cái đồ này là mình phải về nhà mình ăn mới có nhưng bạn. Mình đang quay phim giới thiệu nên là quán người ta cũng ưu tiên, người ta sắp xếp cho mình cái bàn ngồi rồi đồ kéo cắt như này. Cái đuôi thịt nó rất là chắc và dai nha các bạn. Đây, xoay cái miếng thịt để cho bạn thấy này. Rồi bạn Diễm ăn trước đi. Mời cả nhà nha. Đương nhiên là hàng hộp nó sẽ có những con không ngon các bạn, nhưng mà người ta bao đổi trả cho mình, và thứ hai nữa là mình tinh ý mình lựa được những con ngon. Đây các bạn nhìn thấy này, ngon thịt hả? Đói quá. Ngon không? Thịt rất là dai. Không biết mình bỏ. Ngon ha. Rồi bây giờ tới lượt mình ăn nha các bạn. Rồi bạn Diễm cắt con huỳnh đế đi. Cái phần này thì mình sẽ mang về nhé bạn, chứ mình không ăn hết được, tại vì rất là no và rất là ngán luôn. Cái chân nó trước đã. Mấy cái chân này cũng có thịt gặm gặm cũng ok lắm. Mọi người thấy thịt nhiều ha. Có nhiều bạn cũng như cái anh chị lúc nãy á, khi mà bán mua con cua huỳnh đế này sợ nó không ngon. Nhưng mà con cua huỳnh đế này thì mình nói rất là nhiều lần rồi. Chất lượng tuyệt vời. Đó, cái nắp của nó như là cái trái gấc các bạn. Bò nó cũng mỏng chứ không có gì. Trắng trắng nó giống như cái huyết của nó hả? Mình cắt đôi cho mọi người coi cái thịt đấy. Ở trong cái cục này mới là nhiều thịt này. Đấy các bạn nhìn thịt nó này. Rất là nhiều luôn nha, không bị ốm. Thịt rất là nhiều. Bạn Diễm ăn thử một miếng đi. Đây, mình một miếng, bạn Diễm một miếng nha các bạn. Các bạn nhìn này, thịt của nó như thế này cơ mà. Bạn Diễm rất là sợ ăn những cái phần như vậy, nó ngậy các bạn ạ. Thịt cái con này rất là ngọt. Đây các bạn này. Thịt của nó ngọt và thơm lắm ạ. Cái này thì em nghĩ là cái món chiên chanh là ok.